Ô tô 360 xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360 của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, không biết các cụ nhà người ta chỉ dạy như thế nào, nhưng các cụ nhà tôi thì dạy như thế này: đã đi xe con là phải hai đầu, mà đã đi san thì cứ máy dầu mà chơi. Vâng, chiếc máy quay của chúng tôi hôm nay là một chiếc xe Santa Fe máy dầu ạ. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Santa Fe máy dầu ạ. Đây là phiên bản nhập khẩu nội địa của Hàn Quốc ạ, chứ không phải là phiên bản nhập hãng nhé. Một phiên bản 2.2 máy dầu thì là phiên bản rất là đặc biệt và rất là hiếm ạ. Cái thời điểm mà năm 2007 thì là những chiếc xe Santa Fe 2.0 nhập khẩu máy dầu thì rất là nhiều, nhưng phiên bản 2.2 thì rất là ít. Phiên bản 2.0 với phiên bản 2.2 nó khác nhau là về động cơ là 2.0 và 2.2 thôi, chứ về option và các thứ thì giống y như nhau, nhưng mà nó lại khác với phiên bản nhập hãng rất là nhiều ạ. Phiên bản nội địa thì nó option của nó cao hơn nhiều, và phiên bản nhập khẩu của hãng thì option nó bị cắt bớt đi rất là nhiều ạ, cho nên giá thành nó sẽ rẻ hơn nhiều so với phiên bản nội địa ạ. Đây là chiếc xe nhập khẩu nội địa và được sản xuất năm 2007, đăng ký 2008, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe đã chạy chuẩn 14 vạn km rồi ạ. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Còn hôm nay là ngày thứ bảy, cho nên là ở cái khu vực này rất là đông và nhộn nhịp, tiếng ồn của nó là tương đối cao, cho nên các bạn cố gắng lắng nghe. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết từng cái một và so sánh cho quý vị và các bạn xem nào là cái phiên bản máy dầu này nó khác với phiên bản máy dầu mà nhập hãng nó khác nhau như thế nào. Vâng, mời quý vị và các bạn cùng xem chi tiết của chiếc xe này. Đầu tiên là tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái option về cái bên ngoài của chiếc xe này. Đây, nếu như mà nhìn qua về cái phần bên ngoài của chiếc xe thì quý vị và các bạn cũng có thấy được, so sánh được là cái phần bản nội địa và cái bản nhập hãng là nó khác nhau như thế nào ạ. Đây, bản nhập nội địa là cái phiên bản của nó là la răng của nó 6 cánh. R18 ạ. Đấy, la răng là 6 cánh, R18 khác nhau. Và động cơ của nó là VGT. VGT nó có VGT ở đây ạ. Và xi nhan được tích hợp trên ta. Nó khác nhau với cái phiên bản hãng là nó ở cái chỗ này đây. Đấy, toàn bộ là cái phần ngoại thất của chiếc xe. Và cái chiếc xe này thì là cái ngoại thất của nó còn rất là đẹp ạ. Sơn tương đối là ít, cho nên là cái phần nền của nó còn căng lắm ạ. Tôi quay từ cái góc chéo này, quý vị và các bạn cùng xem ạ. Và chỉ xe đi cũng ra, xe đi cũng có xuất sắc một vài điểm đây, nhưng mà chúng tôi cũng hạn chế là cái phần sơn chi về cái xe này để cho thấy được là cái sơn nguyên bản của nó vẫn là còn nhiều trong cái xe này. Đấy, chiếc xe đã được trang bị là cảm biến lùi, đã được trang bị cảm biến lùi ạ. Chiếc xe chạy chuẩn 14 vạn ạ. Tôi cam kết chiếc xe này là 14 vạn, là chúng tôi không có tua. Nguyên bản của chiếc xe nó là như thế ạ. Và chạy là chủ xe thay cái dàn lốp này là từ năm 2013. Chạy đến bây giờ đấy ạ, mà dàn lốp từ 2013 mà nó vẫn còn như thế này, thì là chúng ta có thể thấy được là chiếc xe này nó chạy nhiều hay là chạy ít rồi ạ. Dàn lốp này có lẽ là dàn lốp thứ hai của chiếc xe. Chiếc xe này sản xuất năm 2007 ạ. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Nếu quý vị và bạn có nhu cầu mua chiếc xe này, xin quý vị và bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905608883 để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Ồ, là cái ba đời sốc trước của chiếc xe. Chiếc xe chưa có đâm đụng hay là ngập nước gì cả, còn đẹp lắm ạ. Toàn bộ là cái phần ba đời sốc trước và ba đời sốc sau đấy, tất cả còn nguyên bản, chưa có đâm đụng hay là chưa ngập nước gì cả, chưa tháo ra làm lại, cho nên là nó còn mới và đẹp lắm. Chiếc xe đã được trang bị đầy đủ những cái như là la răng đúc này, giá nóc rồi ạ. La răng đúc, giá nóc, lát nữa về cái phần option bên trong tôi sẽ giới thiệu thêm. Và cái xe này nó nhập khẩu nội địa của Hàn Quốc, cho nên option của nó rất là nhiều hơn so với cái phiên bản nhập hãng. Đây là tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi là khám phá về cái phần khoang nội thất của chiếc xe. Chiếc xe được sản xuất năm 2007, nhập khẩu về Việt Nam mình và đăng ký 2008. Đây là cái phiên bản nhập khẩu nội địa của Hàn Quốc, cho nên là option của nó đã trang bị như là gương cập điện này,
gương cặp điện này, nâng hạ chân ga đây ạ. Đây là toàn bộ nâng hạ chân ga, mà những cái option này thì xe của trong hãng nó không thể có được ạ. Đấy, nâng hạ chân ga từ năm 2007 đã có cái option này rồi ạ. Toàn bộ cái ghế da này là ghế da xịn nguyên bản trên xe. Tuy có sử dụng qua 5 tháng thì nó có nhăn nheo một chút xíu rồi, nhưng mà nó vẫn là nguyên bản. Nếu như chiếc xe này mà bây giờ mà còn đẹp, toàn bộ cái ghế da này mà còn đẹp thì chắc chắn là đã làm lại rồi, chứ không bao giờ còn nguyên bản như này. Quý vị các bạn có thể phân biệt được cái ghế làm lại hay không làm lại nhé. Đấy, chạy 14 vạn mà ghế như thế này thì còn đã rất là đẹp ạ. Ghế đã là ghế điện, ghế lái chỉnh điện. Tiện đây là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn toàn bộ về cái phần option của chiếc xe này ạ. Đây là chiếc đồng hồ của xe là chạy 14.291.000 cây này, chuẩn luôn đấy ạ. Đồng hồ này chúng tôi cam kết chúng tôi không thua. Và cái phiên bản này nó khác với phiên bản ở trong hãng, đó là điều hòa của nó là điều hòa tự động rồi ạ. Nhiều cái phiên bản mà nó cắt bớt option ấy thì là nó không có cái phần điều hòa này, không có bảng đồng hồ của điều hòa này, nó chỉ có mỗi một nút vặn cơ là số điều hòa ở đây thôi. Đây là điều hòa tự động hai vùng này, hai vùng độc lập này. Đây là hai vùng độc lập của điều hòa này, toàn bộ cái phần này phần điều hòa. Và cái nữa là cái sấy ghế này, toàn bộ cái phần sấy ghế này chỉ có phiên bản nhập khẩu nội địa và phiên bản MLX và SLX nó mới có cái option này. Quý vị các bạn đi mua thì cũng nhớ là cái phiên bản này nó sẽ khác nhé, nó khác với phiên bản nhập hãng, option nó nhiều hơn đấy. Toàn bộ về cái phần tablo này, tablo tabi còn rất là mới, chạy có 14 vạn thôi. Sản xuất 2007, đăng ký 2008 nhưng chạy 4 vạn thì cái xe này còn rất là đẹp đấy. Tất cả mọi cái còn nguyên bản. Tay nắm cần số đây, cực mới ạ. Toàn bộ về cái tắt đi cửa bên phụ này, tôi quay chi tiết. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết là chưa đâm đụng hay là chưa ngập nước gì đâu ạ. Nếu quý vị và các bạn mà mua xe này rồi mà sau này có phát hiện ra đâm đụng hay ngập nước thì chúng tôi sẽ nhận lại xe và trả lại tiền cho quý vị và các bạn. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn toàn bộ khoang sau ạ. Những cái xe này là xe đăng ký 7 chỗ rồi, cho nên là có cả cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau ạ. Điều hòa dành cho hàng ghế thứ 3 và điều hòa dành cho cả hàng ghế thứ 2. Đây ạ, điều hòa dành cho hàng ghế thứ 2 ạ, và hàng ghế thứ 3 đầy đủ hết ạ. Toàn bộ về cái phần ghế đằng sau này là còn rất là mới và đẹp ạ. Hàng ghế thứ 3 này thì gần như là chưa sử dụng đến ạ, chưa có người ngồi. Hàng ghế thứ 3 này, riêng hàng ghế thứ 3 này thì gần như là chưa sử dụng đến ạ. Còn rất là mới ạ. Đây là chiếc táp bi cửa bên phụ đây ạ. Táp bi cửa bên phụ, ghế bên phụ ạ. Toàn bộ là cái những cái xe nhập khẩu nội địa Hàn Quốc thì quý vị và các bạn mới thấy được là cái bộ ghế da nó xịn như này nhá. Cái da là da xịn và pha đỏ, chỉ đỏ, đen pha mới đỏ. Chứ còn những cái xe nhập trong hãng thì thường là nó chỉ một màu thôi, đa số là màu vàng kem hoặc là màu đen, chứ nó không pha kiểu này. Đây là cái toàn bộ về cái phần đèn trần, trần còn rất là mới và sạch sẽ, chủ xe đi rất là giữ gìn đấy, cho nên là cái trần này nó còn đẹp như này. Cửa nóc của xe đây ạ. Cửa nóc của xe. Về cái chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Tôi không muốn, tôi không phải giới thiệu cho quý vị và các bạn nhiều về cái chất lượng của chiếc xe này đâu, mà tôi ở đây là tôi chỉ muốn nói cho quý vị và các bạn thấy là đây là cái phiên bản 2.2 nhập nội địa Hàn Quốc, nó khác hẳn so với cái phiên bản 2.2 mà xe hãng nhập về. Và cái phiên bản 2.2 này thì là cái thời điểm 2007-2008 nhập về là nó rất là ít, nó rất là hiếm. Bản này là rất là ít đây này, quý vị các bạn có thể xem qua trên máy của xe này này. 2.2 VGT, đa số là 2.0 VGT, nội địa Hàn Quốc đa số nhập về là 2.0 và 2.2. Phiên bản 2.2 này rất là ít. Phiên bản 2.2 chỉ thường là hãng nhập về thôi, nhưng phiên bản ở hãng nhập về
nó lại không phải là 2.2 VGT mà phiên bản của hãng nó chỉ là 2.2 CRDI, chưa có VGT ạ. VGT ở đây nó là tối ưu hóa là turbo ạ, để cho thấy là chiếc xe này là đã tối ưu hóa turbo, tiêu chuẩn Euro nó cao hơn. Tiêu chuẩn Euro cao hơn thì đương nhiên là cái phần tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều ạ. Vì là đã tiêu chuẩn Euro cao thì khí thải nó thải ra nó rất là sạch, nó xử lý rất là tốt, cho nên là khí thải xả ra sạch. Xả ra sạch thì đương nhiên là nó sẽ đốt nhiên liệu rất kỹ và tiết kiệm nhiên liệu. Tiết kiệm nhiên liệu hơn là cái phiên bản nhập hãng về. Và quý vị và các bạn có thể so sánh được cái máy 2.2 VGT và 2.2 CRDI. Nó khác nhau cả về cái mã lực, khác nhau cả về công suất. Cùng thể tích làm việc nhưng nó khác nhau về mã lực ạ. Hiện đây là tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem là toàn bộ những cái ốc của tai xe này, ốc của giảm sóc này, toàn bộ về cái phần turbo này, ốc chân máy này, chân máy, chân số này, ốc cabo. Toàn bộ những cái ốc cabo và ốc của cái xe này là còn di nguyên, chưa có dấu hiệu của sự vặn mở gì cả. Đấy, cái xe này chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Toàn bộ này là nguyên hết đấy ạ. Toàn bộ này còn nguyên, chúng tôi không dọn dẹp gì cả. Mà đa số những cái xe máy dầu, xe máy dầu chạy một thời gian rồi thì là máy móc rất là ẩm ướt. Nhưng quý vị các bạn cũng xem đây ạ. Quý vị các bạn xem kỹ đi ạ. Tôi quay chi tiết và cho quý vị các bạn xem có nhìn thấy chỗ nào ẩm ướt đâu ạ. Máy rất là khô, đẹp. Ít tìm được những cái xe mà nó còn đẹp như thế này ạ. Vì sao quý vị có biết không? Vì nó chạy chuẩn có 14 vạn thôi. Chứ những cái xe mà nó chạy trên 20 vạn hoặc là nó tua về rồi thì nó lại sẽ khác. Còn cái xe mà nó chạy 14 vạn chuẩn thì nó lại khác. Toàn bộ những cái ốc còn nguyên zin hết ạ. Chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là ngập nước mà mở ra xử lý đâu ạ. Nếu như đâm đụng hay ngập nước thì bắt buộc là phải mở ốc ra để xử lý rồi. Đây là toàn bộ phần cabo và ốc cabo. Keo chỉ còn zin, không mất một phần keo chỉ nào. Tôi là mong muốn là quý vị và các bạn đang có nhu cầu sử dụng thì hãy qua 16 tối hữu để xem chi tiết về chiếc xe này. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn, quý vị và các bạn được lái thử và cảm nhận được xem chất lượng của chiếc xe này như thế nào. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá hơn 400 triệu thôi ạ. Và cái hơn 400 nó có được là 400 mấy thì là nó phụ thuộc vào độ nhiệt tình của quý vị và các bạn. Chúng tôi đăng là 450, nhưng nếu như quý vị và các bạn đến xem xe ưng thì là chúng tôi sẽ giảm giá cho quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.